cái gì. Happy birthday to you. Rồi thổi đi. Thổi nè. Thử gọi không? Usually, usually coupon have 20%, right? Huh? Yeah, usually. I usually we have usually like we have coupon with 20% off. Coupon for entire. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình nhé. Hôm nay thì là sinh nhật của mẹ mình. Mình đi ăn Denny, một nhà hàng mà mình rất thích. Mà cậu mình cũng thích nên quyết định đi ăn ở nhà hàng Denny. Đây là món trước mặt mọi người. Cái hình trước mặt mọi người là món mình yêu thích. Đấy, trứng bacon với lại thịt ba rọ với lại khoai tây chiên cắt cắt lát dầm dầm cắt cắt mỏng thành lát đó, và một cái thịt thịt xông khói, thịt ba rọ xông khói, và một cây xúc xích nhỏ nhỏ à, rất là đẹp mắt nha. Vì video ngắn không có đủ thời lượng cho nên mình sẽ để hình món ăn mình thích ở đây. Mong mọi người ủng hộ và bấm đăng ký, like, share, comment để những video tới mình có động lực làm tiếp, bỏ lên cho mọi người xem cho vui nhé. Và sau đây sẽ là mình sẽ tiếp tục quay sau phần hình sẽ là video mời mọi người xem tới cuối video nhé. One hour later. Nói thằng ở nhà mà quên mất dựng tới hỏi Who's Birthday. Nhưng không ngon thì mày mua đại không ngon. Thôi kìa. Khỏi dựng, khỏi dựng nhập. Ai đâu có nói đâu. Rõ ràng gặp này người tàu này chúc mừng lộc tuần phải không? Lấy ra cầm hồi cầm lên cũng mẹ. Em ngồi bên này kìa. Birthday to Lý Hội. Happy birthday to you. Rồi thổi đi. Thổi nè. Thử gọi không? Chụp hình nha. Anh chụp hình đi, có mẹ đâu á. Anh đang quay. Chụp á, chụp á. Không quay, quay xong mới chụp lại được. Chụp lại được ha. Thầy chụp đi, thầy lấy đi điện thoại. Thổi phụ đi. Thổi phụ đi được á. Thầy thổi nữa Hương. Thổi mạnh lên. Rồi, hay quá hay. Chụp hình. Để bạn ngồi cái hình. Chụp. Hồi nãy gì vậy?